Tập 4. Kẻ xấu tới kìa. 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 Tránh ra. Có kẻ hở. Bản thân huynh chính là kẻ hở. Người ta chỉ biết tổ phụ của huynh không phải là tổ phụ ruột của huynh, hơn nữa đối với huynh cực kỳ nghiêm khắc, mà ta là cảm thấy ông ấy mới là người thân duy nhất huynh quan tâm. Nếu tổ phụ của huynh thật sự chết rồi, huynh còn không nôn ra 3 lít máu, không thay quần áo, không tắm rửa, đầu tóc rối bù khắp người sẽ có mùi hôi thối. Nhưng mà còn bây giờ huynh nhìn thì như đau khổ tột cùng, quá bình thường. Lừa được người ta, không lừa được huynh đệ đâu. Tự cho là thông minh, chưa chắc là chuyện tốt. Rõ ràng biết đây là một vũng nước bùn, vẫn dám nhúng chân vào, không sợ ta gây rắc rối cho huynh sao? Được thôi, sau này nếu có gì cần đến ta giúp đỡ, nhất định phải mở lời. Họ hàng Vũ Văn gia tộc tàn sát, ta còn có thể đối phó được. Thực ra ta rất không muốn tham gia nội đấu của gia tộc. Hơn nữa, ta cũng nhìn thấy được ai mới là giả thú hại người, chỉ là không muốn nhập bọn cùng bọn họ thôi. Ta chỉ là con chim ưng tự do bay lượn trên bầu trời của thảo nguyên Tây Vực mà thôi. Còn huynh, huynh muốn làm gì? Lựa chọn của ta từ trước tới nay là không có lựa chọn nào khác. Đúng rồi, nghe nói Vũ Văn Tịch muốn đích thân đến tận nhà thăm hỏi, thiếu chủ nhân của Thanh Sơn Diện đang đau đớn tột cùng đây. Hơn nữa, muốn mượn thân phận trưởng bối đến bên giường thăm hỏi huynh. Cẩn thận nghe. Diễm Phúc lớn tới như vậy, mà Vũ Văn Nguyệt đây lại chỉ có phản ứng như vậy thôi sao? Ê, huynh nói cho ta biết, huynh thích kiểu cô nương như thế nào đây? Là kiểu tiểu cô nương ngọt ngào như kẹo mạch nha, hay là vị tiểu thư cao quý của một nhà phú quý nào đó? Lẽ nào là trái ớt nhỏ ở Tây Vực của Thanh Lâu sao? Phụ nữ, ta cũng chẳng hề có chọn lựa. Vậy con mèo hoang nhỏ kia vẫn ổn chứ? À, Lãnh công tử lạnh lùng quá. Đây không phải là thuốc trị thương bí truyền của Vũ Văn gia sao? Bây giờ là của ta. Thế tử, thuốc này quý giá lắm đó, công tử nhà ta còn không nỡ dùng. Ta nỡ dùng là được rồi. Tiểu bác, đây là gì vậy? Đây chính là thứ quan trọng mà Trắp Tường tỷ tỷ giữ cho Lục tỷ. Hả? Sao muội vẫn chưa đưa cho Lục tỷ nữa? Tỷ biết cái gì chứ? Cái thứ này có lẽ có liên quan tới thân thế của Lục tỷ. Hiện giờ Ngũ Ca mất rồi, Trắp Tường tỷ cũng mất rồi. Tiểu bác, lẽ nào muội không mong Lục tỷ tìm được người thân của mình sao? Muội không có nói vậy nha. Lục tỷ, tỷ về rồi. À, Lục tỷ, cái kia của tỷ. Không được.
Đây chính là nơi ở của các nô tỳ sao? Đúng vậy, đúng vậy. À, hay tới đây lắm hả? Làm gì có chứ. Hả? Đánh đó. Đánh đó. Biến đi. Đưa ở đây cho ta. Các ngươi làm gì vậy? Các ngươi làm gì? Dựa vào đâu mà bắt lục tỷ của ta chứ? Đúng đó. Tống đại nương mất tích rồi. Tối hôm qua có người nhìn thấy các cô giằng co nhau ở hồ nước. Ta nghi ngờ chuyện này có liên quan tới cô. Ta phải đưa cô về thư giãn gân cốt, nói lời thật lòng. Kinh Tiểu Lộ, ta khuyên cô nên ngoan ngoãn theo ta về đi. Không thì hai mùi mùi các cô phải nếm chút mùi đau khổ rồi đó. Tứ Lục gia, ngài nói như vậy là sao? Ngài cũng nói đó, bọn ta cũng chỉ là mấy tiểu nha đầu. Tống đại nương mất tích có liên quan gì tới bọn ta? Chắc bà ấy bỏ trốn rồi. Ngài bắt bọn ta về hỏi chuyện, ngài hỏi ra gì chứ? Giả lại, nếu như muốn bắt người đi, có phải nên có chứng cứ hay không? Đúng đó. Ta bắt người mà cần chứng cứ sao? Lời ta nói chính là chứng cứ. Dẫn đi. Khẩu khí lớn lắm. Ôi cha. Tiểu nhân dạy dỗ nô tỳ quấy nhiễu tới Yến Tuân Thế Tử. Không có quấy nhiễu, nhưng mà khí thế của ngươi to như vậy, làm bổn thế tử đây phải nhìn bằng con mắt khác. Tiểu nhân đáng chết, đáng chết. Hay là ngươi cũng dạy cho ta đi. Không dám, không dám, không dám. Khoảng thời gian trước có người tặng thế tử ta một con ngựa thiên lý tốt, chân không chạm đất, phi nhanh như bay, là cực phẩm trong các loài ngựa. Nhưng mà hôm nay mới phát hiện ra, sáng ra đã thấy tinh thần mệt mỏi, không còn thần sắc. Hỏi đại phu thì nói là do trời quá nóng. Bổn thế tử đoán là chắc chắn là có kẻ nào ganh tị vì bổn thế tử có con ngựa tốt như vậy, nên đã giở trò gì đó sau lưng rồi. Người đoán xem. Thế tử nói thì chắc chắn là đúng rồi. Vậy thì chắc chắn là có kẻ giở trò gì đó sau lưng ta rồi. Thế tử minh giám, minh giám. Vậy thì dễ thôi. Hai người các ngươi, lôi hắn xuống đi. Đánh 100 roi trước, nếu còn thở được lôi tới gặp ta. Ê, thế tử, không phải chứ. Thế tử gia, sao ngài lại trách phạt tiểu nhân vậy? Ngựa của ta bị người khác hại, bổn thế tử cho là ngươi làm nên bị xử phạt. Thế tử gia, tiểu nhân còn chưa đi qua phủ của ngài mà, sao có thể là tiểu nhân làm được chứ? Thế tử gia, ngài không thể không bằng không chứng vu oan cho người khác được. Bắt ngươi mà cũng cần bằng chứng sao? Lời của ta chính là chứng cứ rồi. Còn ngay ra đó làm gì? Phong Miên, hành quyết tại chỗ. Thế tử gia, thế tử gia, thế tử gia, tiểu nhân cầu xin ngài, tiểu nhân không dám nữa. Thế tử gia cầu xin ngài, tiểu nhân cầu xin ngài, thế tử gia. Kinh gia cô nương, kinh gia cô nương, ta cầu xin cô, ta cầu xin cô mà. Cô hãy làm ơn giúp ta nói vài câu tốt đẹp trước mặt Yến Thế Tử đi. Ta cầu xin cô, ta cầu xin cô, ta sai rồi. Kinh gia cô nương. Thế tử gia nói, ngài mau cút đi. Sao đây, không muốn cút đi à? Phong Miên, cút, 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 cút. Lập tức cút, cút mau, cút mau, cút mau lên. Đi, 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 đi. Đa tạ thế tử cứu giúp. Vậy là xong rồi hả? Xong rồi. Cô không định đa tạ bổn thế tử sao? Đã tạ rồi. Đó mà gọi là tạ à? Ngay cả tách trà cũng không có luôn. Thế tử, ngài nhìn trong phòng bọn ta có giống có trà hay không? Ta không quan tâm, dù sao ta cũng khác rồi. Hai cô á, đi, đi pha trà cho bổn thế tử đi. Dạ. Ê, đừng đi, lát nữa bị quản sự phát hiện lại bị mắng một trận đó. Thế tử gia, nếu như ngài muốn uống trà thì mời lên nhà trên, ở đó tự nhiên sẽ có trà ngon đang chờ ngài. Bọn chúng tôi chỉ là đám tiểu nô tỳ thấp cổ bé họng, không có tư cách bưng trà rót nước cho thế tử gia đây. Được, ta mặc kệ. Ta cứ đợi ở đây. Thế tử vui lòng chờ một chút, nô tỳ đi rót trà ngay. Đi thôi. Ai à,
Vẫn là cô muội muội của cô biết điều hơn. Cô đối đãi với ân nhân cứu mạng của mình như vậy hả? Tính thêm lần này thì ta cứu cô 3 lần rồi đó. Nô tỳ đa tạ thế tử gia. Rốt cuộc cô bị sao vậy? Mặt buồn thiêu, làm như bổn thế tử thiếu nợ cô không bằng vậy. Ca ca nô tỳ vừa mất, tỷ tỷ cũng mất rồi. Ngay cả nô tỳ ban nãy cũng suýt chút mất mạng. Nếu Yến Tuân thế tử muốn nghe nô tỳ nói chuyện vui thì thứ lỗi cho nô tỳ hôm nay không có tâm trạng. Đây là thuốc hay dùng để trị sẹo, cô giữ lấy mà dùng. Rõ ràng chỉ cứu mình 2 lần. Nhanh nhanh nhanh, bên này nè. Rồi. Để đây đi. Được rồi, bên này nè. Giúp một tay đi. Được rồi, còn chút nữa thôi. Để xuống. Nhanh lên, còn bên kia còn nữa. Còn bên kia nữa đó, mau lên đi. Để qua bên kia đi. Đúng đi rồi, đi. Để cửa. Đây nè. Công tử, ông ta còn dám đến. Đi lấy đồ qua đây. Dạ. Tịch Thái lão gia tới. Mười mấy năm rồi ha, mười mấy năm vẫn là như vậy. Thanh Sơn Viện không thay đổi chút nào, vẫn như năm xưa không khác chút nào. Năm xưa đại ca ta ngồi ở đây, chính cái chỗ này. Nhị ca ta thì ngồi ở kia, còn ta thì ngồi ở kia. Bây giờ đại ca đi rồi, nhị ca cũng đi rồi, còn lại mỗi mình ta. Thúc tổ phụ hôm nay đến đây là vì chuyện gì? Đến thăm người đó. Tổ phụ ngươi đi rồi, Thanh Sơn Viện này không còn chủ nhân nữa, đúng không? Ngươi một thân một mình trong năm cả khuôn viên này, ta sợ ngươi bị người khác ức hiếp. Thúc tổ phụ lo nghĩ nhiều rồi. Tuy tổ phụ không còn, nhưng vẫn còn cháu. Nô tỳ trong Thanh Sơn Viện này cũng khá là nghe lời, không phiền người lao tâm. Không thể nói như vậy được. Ngươi vốn dĩ là đứa con thứ của Nhị Phòng sinh ra 16 năm trước. Mẫu thân ngươi mắc bệnh điên nên ngươi được chi trưởng thu nhận. Nhưng ta xem tộc phổ trong văn thư kế tự thiếu chữ ký dấu dân tài của sinh phụ ngươi Trụ Quốc Đại Tướng Quân, vậy thì cái thân phận tử tôn chi trưởng của ngươi không được tin đâu. Cháu trai, Thanh Sơn Viện ngươi không thể coi nó là nhà của mình nữa rồi. Tổ phụ có ơn dưỡng dục cháu, việc của Thanh Sơn Viện cháu vẫn phải quản. Thanh Sơn Viện có do ngươi quản hay không, đâu phải chỉ một mình ngươi nói là được. Điều cháu nói dĩ nhiên không được, nhưng nếu hoàng thượng lệnh cháu tiếp quản Thanh Sơn Viện, vậy thì lời cháu nói là được. Thánh chỉ đến. Nguyệt Nhi có quý nhân phò trợ, còn xin được một đạo mật chỉ nữa chứ. Hay rồi, một người ngoài mà đã như vậy, một trưởng bối như ta sao có thể quan tâm được chứ. Nguyệt Nhi, ngươi không còn nhỏ nữa rồi, còn là chủ nhân của Thanh Sơn Viện, sao có thể thiếu nữ nhân hầu hạ được. Nè, ta thưởng cho ngươi một người, cẩm tâm qua đây. Nguyệt công tử. Nguyệt Nhi, sao ngươi không nói gì à? Không nói thì thúc tổ phụ sẽ quyết định thay người đó nha. Ý tốt của thúc tổ phụ, Nguyệt Nhi không thể không nhận. Cháu không chỉ nhận thúc tổ phụ ban thưởng, và cả 3 vị huynh đệ Nhị Phòng tặng cho, Triệu Tiệp Dư trong cung thưởng, và còn các gia đình thân thích trong Trường An này dồn dập đến tới, Vũ Văn Nguyệt đều nhận hết. Thanh Sơn Viện rất nhanh sẽ miễn nhân như dân. Ý của người thế nào? Không được.
thiếu niên sao có thể sống hoang dâm như vậy được. Sức khỏe quan trọng lắm mà, sức khỏe quan trọng nha. Ta tặng ngươi một người là được rồi. Các trưởng bối đều có ý tốt, Nguyệt Nhi sao có thể từ chối. Hay là vậy đi, cứ để cho cháu chọn, chi bằng để bọn họ tự tỉ thí. Người chiến thắng sẽ được hầu hạ. Thứ nhất, không làm tổn hại tình thương của thúc tổ phụ. Thứ hai, không khai tội người khác. Ý của người thế nào đây? Lựa chọn mỹ nữ ta rất giàu kinh nghiệm. Ngoài Cẩm Tâm ra thì tất cả chuông đồng chuông bạc của Vũ Văn Phủ cũng phải tham gia. Cận thủy lâu đài mà, không thể để họ uất ức, đừng để bỏ sót mình châu. Được, ai muốn tham gia thì đều có thể tham gia. Người đã hài lòng chưa? Đương nhiên rồi. Chỗ ngươi càng náo nhiệt, ta càng hài lòng. Nếu ông ta không phải trưởng bối của Vũ Văn gia, thuộc hạ đã giết ông ta rồi. Nguyệt Thất, thông báo cho mọi người, ta muốn tuyển chọn tỳ nữ thị tẩm. Dạ. Trước lão thái gia hôm nay chung, hạ nhân đều đang đồn là do Lâm Tích hại đó. Tính mạng của Lâm Tích ca ca trắp tương tỷ tỷ, trong con mắt của họ còn không bằng một tờ giấy tiền. Nếu vụ của Tống Đại Nương bị Hoài công tử phát hiện thì chúng ta sẽ chết chắc đó. Xem ra không thể ở lại Vũ Văn phủ được nữa rồi. Làm sao đây? Nguyệt công tử máu lạnh vô tình, trước lão thái gia vừa mới qua đời đã bắt đầu chọn tỳ nữ thị tẩm. Đàn ông mà đều chung một tính. Tiếc là chúng ta đều là nô tỳ đeo chung sắt. Bằng không muội đã đi tham gia tuyển chọn, lỡ như được chọn, muội sẽ kết liễu hắn ngay trên giường để còn trả thù cho Ngũ ca. Chỉ có cách vào Thanh Sơn Viện mới có thể tránh được nanh vuốt của Vũ Văn Hoài, bảo vệ muội muội ta, mới có cơ hội trả thù cho người thân. Ngọn cỏ mong manh có thể chống được đá cứng. Dù ta có là nô tỳ đeo chuông sắt, ta cũng phải liều mạng một phen. Người tiếp theo, người tên là gì? Người của Hồng Sơn Viện cũng tới chung vui sao? Là Tịch lão thái gia đưa vào đây đó. Tịch lão thái gia mở miệng dàn, công tử cũng không tiện từ chối, nên đành miễn cưỡng cho tham gia thôi. Được, cái thứ này mà cũng đòi trèo lên giường công tử. Cẩm Tâm, cứ để cô ta ở lại đây một hôm đi. Dù gì ngày mai tuyển chọn, cô ta cũng không ở lại được nữa. Sao cô ta lại đến đây đó? Sao cô ta lại đến đây vậy? Là đốn tiền tới đây mà cũng phải làm đốn tiền đeo chung sắt mà. Đúng rồi, nhìn kìa, sao lại đến đây làm gì? Đầu bù tóc rối, đúng là không ra gì. Nơi cho cô đứng. Cô định làm gì? Công tử, có chuyện gì? Công tử, muội muội của Lâm Tích Kinh Tiểu Lục cũng chạy tới đây tham gia cuộc tuyển chọn, còn đang ở ngoài kia không chịu đi. Nói là nếu không cho cô ta tham dự, cô ta sẽ quỳ đây suốt. Một nô tỳ đeo chuông sắt mà cũng muốn tham gia ứng tuyển, không biết lượng sức mình. Cô ta muốn quỳ bao lâu thì cứ cho quỳ bấy lâu. Dạ. Công tử đã nói, chỉ có nô tỳ chuông đồng và chuông bạc
mới có thể ứng tuyển lần này. Cô là tỳ nữ chuồng sắt, có tiếp tục quỳ đi nữa cũng vô ích. Được, để xem cô cố được bao lâu. Cô vẫn chưa đi sao? Còn lì ở đây làm gì nữa? Cô không đi thì ta sẽ khiêng cô đi đó. Khoan đã. Cô đến làm gì? Nô tỳ là Kinh Tiểu Lục, cầu xin công tử khai ân cho nô tỳ tham gia tuyển chọn hầu hạ công tử. Hãy ngẩng đầu lên. Cho ta một lý do, tại sao ta phải đặt cách khai ân cho cô chứ? Chỉ có ở lại bên cạnh công tử, nô tỳ mới có thể bảo toàn tính mạng. Đó là lý do của cô. Muốn ở lại trong Thanh Sơn Viện chỉ có một con đường, làm nô tỳ thị tẩm cho ta. Dạ. Vậy cô có biết thị tẩm có nghĩa là gì không? Hồi bẩm công tử, nô tỳ không biết. Nhận ân huệ trên giường của chủ nhân, cô cũng có thể làm được hay sao? Dạ. Cô tận mắt nhìn thấy ta giết chết huynh trưởng của cô, còn muốn xung làm thị tẩm cho ta. Tự trọng của cô ở đâu vậy? Nói cho ta biết đi. Nô tỳ không có tư cách nói tới tự trọng, chỉ cầu công tử cho một con đường sống. Nguyệt Thứ, truyền lệnh của ta cho phép nô tỳ đeo chung sắc Kinh Tiểu Lục tham gia cuộc tuyển chọn lần này. Dạ. Cô đứng lên đi, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai tham gia tuyển chọn. Vào đi. Công tử, có chuyện gì? Thuộc hạ có việc muốn bẩm báo. Thuộc hạ vừa mới nhận được tin báo Vũ Văn Nguyệt đã đặt cách khai ân
cho ả Kinh Tiểu Lục kia chính là con nha đầu chuyên làm hỏng chuyện tốt của chúng ta, tham gia tuyển chọn tỳ nữ thị tẩm. Kinh Tiểu Lục. Con tiểu nha đầu này, ngươi mau xử lý ả cho ta, tránh để sinh thêm phiền phức. Công tử à, thuộc hạ vẫn còn một chuyện muốn bẩm báo. Nói. À dạ, đầu bếp trong phủ bẩm báo với thuộc hạ là nói ngay trong cái đêm Tống đại nương mất tích, ba tỷ muội của Kinh gia đã ở bờ hồ xảy ra giằng co với Tống đại nương, sau đó thì nghe thấy có tiếng người rơi xuống nước. Vậy tại sao ngươi không bẩm báo với ta? Có phải còn có dự định gì khác không? Không có, không có. Công tử à, thuộc hạ không dám. Thuộc hạ chỉ cảm thấy dạo này công tử quá bận, thuộc hạ không dám. Thôi thôi, không nói nữa. Với cái tâm địa xấu xa của ngươi, ta còn không biết nữa sao? Không có, không có, không có, không có. Công tử khai ân, công tử khai ân, công tử khai ân. Thôi thôi thôi, thôi đủ rồi, đủ rồi. Tiểu nha đầu này, đến Tống đại nương cũng không địch lại nổi à? Vậy thì không phải người thường rồi. Công tử, đa tạ công tử. Công tử, thuộc hạ cảm thấy nếu như ở trước mặt Vũ Văn Nguyệt cẩm chúc thành công thì chúng ta để Kinh Tiểu Lục lên sàn, coi nó như là một con cờ. Còn nữa, Vũ Văn Nguyệt đã giết ca ca lâm tích của nó, nó chắc chắn sẽ tìm cơ hội báo thù. Chúng ta cứ đợi xem kịch hay đi. Cô đó, tỉ nhìn đi, có đẹp không? Đúng rồi đó, nhìn kìa, nhìn kìa. Trời ơi, tỷ tỷ vẫn là tỷ xinh đẹp xuất chúng hơn. Phải đâu, thật đẹp. Đồng ốc đến rồi, đồng ốc đến rồi, đừng ốc đến rồi, đừng ốc đến rồi, sao lại đến nữa vậy? Đừng ốc đến rồi, sao lại mặt dày mà? Đừng ốc đến rồi, tối hoài vậy trời. Ai biết được cô ta đang nghĩ gì? Đầu tóc cũng không chịu chải nữa. Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc. Gọi ai là đồ ngốc hả? Đồ ngốc, đồ ngốc. Tuy dây xích của ngươi là vàng, nhưng ngươi cũng giống như ta, không có tự do, rất khó chịu phải không? Hả? Làm gì vậy? Sao cô ta gan quá vậy? Cảm ơn ngày tốt, cảm ơn ngày tốt. Tự do rồi, tự do rồi. Phải đó. Gan cũng lớn quá rồi đó. Đúng rồi, cô ta nghĩ cô ta là ai vậy? Đúng rồi, đúng là to lắm, gan thiệt đó, tôi không có dám làm đâu. Nghĩ gì vậy? Không biết, không biết đang nghĩ gì nữa. Cô làm gì vậy? Hai người các cô ăn mặc như vậy còn ra thể thống gì? Mau đi thay quần áo cho ta. Công tử, nha đầu này tuy là võ công chả ra sao, nhưng mà thân thủ nhanh nhẹn, không có chiêu thừa nào. Quả nhiên là mầm luyện võ tốt đó. Công tử, đây là danh sách tên của tam phòng lão thái gia đưa đến. Thổi sáo đàn hát, hầu hạ văn nghệ, không thiếu gì cả. Ý ngài thế nào? Thứ ta cần là tỳ nữ thị tẩm, không phải là hoa bướm màu xanh. Công tử có lệnh, hôm nay tuyển chọn sẽ chọn người biết pha trà, biết hầu hạ bút mực, biết hầu hạ gieo cờ xúc sắc. Tổng cộng 3 vòng thi đấu, ai thua 2 vòng liên tiếp sẽ bị loại. Ai thắng đến vòng cuối thi thêm 1 vòng để quyết thắng thua.
cờ trắng đi trước. Cờ đen cũng đi trước được mà. Đánh đi. Tại sao các cô không đánh đi? Ta không biết chơi. Không biết? Không biết thì thua chắc rồi. Chẳng phải còn hai dáng sao? Những tiện tỳ đến từ bên ngoài, tay nghề điểm trà của bọn họ sao mà bằng tỷ tỷ được chứ? Tỷ thắng chắc rồi. Chứ còn sao nữa, tay nghề điểm trà của ta đâu phải học chơi đâu. Lượt tiếp theo. Bọn ta chỉ vào nhìn một cái thôi mà. Thanh Sơn Diện cũng đâu có mất mát gì đâu. Nhìn chút thôi. Đi đi, đi mau đi. Yến Tuân Thái Tử, hai cô đây đi vào chung với ta đi. Mời Thái Tử, mời hai vị cô nương. Tốt. Trà đạo trước hết là thủy đạo. Uống trà phải chọn nước trước. Nha đầu này biết dùng nước giếng tươi mới, có khí chất của ẩn sĩ nơi rừng trúc. Không tệ. Lãnh công tử, hôm nay được gặp mặt má hồng, mang số đào hoa đó. Vậy Thế Tử còn không mau thưởng qua đi. Mời ngồi. Cung kính không bằng tuân mệnh. Thank you.
Trà này là do ai pha? Là nô tỳ. Nói ta biết, ly trà này dùng thủ pháp gì để pha ra? Mời công tử xem, nô tỳ lấy nước giếng pha trà, nhưng là nước trong ngày, quả khí có phần quá mạnh, cho nên nô tỳ đã dùng ngân đan thảo lọc qua một chút, loại bỏ đi phần quả khí chính ngọ quá mạnh mẽ. Hay. To gan nhưng tỉ mỉ, học ngay làm ngay. Ván này có phải là cô ta thắng rồi hay không? Theo lời vàng ngọc của thế tử, cứ quyết định vậy đi. Tốt quá rồi, tốt quá. Người thua hai ván liên tiếp, lập tức rời đi. Đề tiếp theo là gì? Đây là một đoạn kinh Phật chữ Phạn. Ta cho các cô thời gian một nén hương để ghi nhớ, thêm thời gian một nén hương để viết ra. Xem ai có thể viết lại đoạn kinh Phật chữ Phạn này không sai một chữ nào. Dài quá, làm sao đây? Làm sao đây? Lục tỷ không biết chữ. Đúng đó. Thời gian chỉ một nén ngang. Tôi dở nhớ mấy cái này lắm. Sao mà viết được đây? Trời ơi, tôi chết rồi. Một nén ngang ngắn quá rồi. Sao mà viết được đây? Dài thiệt đó. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đã hết giờ. Trời ơi, anh có nhà sao nhanh chưa vậy? Kịp nữa. Anh không nhớ gì hết. Sao đây? Làm sao mà nhớ chứ? Tôi mới mất bệnh đầu rồi. Nha đầu này làm gì vậy? Công tử, rõ ràng cô ta không biết viết chữ, cũng không biết cầm bút chuyển bút thế nào cả. Nhưng hiện giờ cô ta đã được mở mang rồi. Công tử, đây là hai bài có thành tích tốt nhất. Bài này là ai viết? Là của nô tỳ. Không thể nào. Lúc nãy cô vẫn luôn nhìn trộm của người khác, đến lúc cô mới hạ bút. Chắc chắn bài đều là sao chép hết. Sao chép? Sao chép của ai? Tại sao cô ấy không hề sai chữ nào, còn của các cô thì sai đủ chỗ? Nói không chừng cô đã nhìn trộm đoạn văn phạn này trước rồi. To gan. Đây là kinh văn Kinh Hoa Nghiêm do thiền sư Thiên Trúc Đạt Bà La mang tới khi hôm qua ghé thăm. Đây là lần đầu ông ấy bước chân vào lãnh thổ Đại Ngụy. Kinh Hoa Nghiêm chưa bao giờ đưa ra ngoài. Cô nói cô ấy gian lận là nói Thanh Sơn Diện ta bảo quản không tốt sao? Nô tỳ không dám. Nói ta biết, tại sao không ký tên? Nói không chừng cô ta vốn dĩ không hề biết chữ. Nếu như là không biết chữ thì sao mà hầu hạ công tử được? Nô tỳ chưa từng nghe nói trong quy tắc bắt phải ký tên. Trong quy tắc chỉ nói rằng thời gian ghi nhớ là một nén nhang, thời gian ghi ra là một nén nhang. Già mồm cãi lý. Nô tỳ không hề già mồm cãi lý. Nô tỳ chỉ nghe theo lệnh bà làm. Quy tắc nói như thế nào, nô tỳ làm như thế nấy. Làm vậy thì có gì là không đúng? Được. Bổn công tử cho cô thêm một cơ hội nữa. Nếu cô ký tên thêm vào đó thì ta sẽ cho cô thắng. Công tử nói phải giữ lời. Đương nhiên. Thank you.
Lời mà đại trượng phu nói ra, tứ mã nan truy đó. Cuộc thi hôm nay kinh tiểu lục thắng. Tốt quá, tốt quá rồi, tốt quá, hay quá. Tất cả mọi người giải tán. Dạ, dạ, dạ. Đi thôi. Trời, sao cô ta lại đến được chứ? Không hiểu nổi luôn. Thanh Sơn Diện. Một chút quy củ cũng không có. Đứng ngay ra đó làm gì? Nói ta biết, tại sao cô muốn trở thành tỳ nữ thị tẩm của ta? Bẩm công tử, nô tỳ đã hứa với tỷ tỷ phải chăm sóc tốt cho các muội muội. Có đáng không? Đương nhiên đáng. Được, vậy ta hứa với cô, nếu như cô có thể vượt qua tất cả thử thách của ta, ta có thể thả bọn chúng đi. Đa tạ công tử. Qua đây giúp ta cạo râu. Dạ.